nhằm thúc đẩy sự hợp tác toàn diện giữa các nhà cung cấp vùng đồng bằng sông Hồng trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, phát huy hết vai trò và thế mạnh của từng địa phương, cũng như tăng cường tính liên kết vùng, triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, kết nối nhà sản xuất, nhà phân phối. Mới đây, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp vùng đồng bằng sông Hồng với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm, giải pháp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, kết nối tiêu thụ sản phẩm tại thị trường trong nước và xuất khẩu, giải pháp minh bạch, số hóa nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, hàng hóa, tạo lòng tin bền vững của người tiêu dùng, giải pháp hướng tới mục tiêu sản xuất tiêu dùng xanh, tăng cường các biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa, khuyến khích việc sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường. Bên lề hội nghị, ban tổ chức bố trí chương trình giao thương kết nối doanh nghiệp giữa 200 nhà cung ứng của hơn 40 tỉnh, thành phố trên cả nước với các nhà phân phối bán lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội như Winmart, Lottemart, Aeon, Central Retail, MM Mega Market, BRG, hệ thống siêu thị Tứ Sơn An Giang, Big Green, các sàn giao dịch thương mại điện tử. Tôi đã tham gia tầm 7-8 năm rồi, hình như là năm nào có tổ chức thì doanh nghiệp chúng tôi được tham gia. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội, họ đã tạo điều kiện cho những doanh nghiệp cả miền Trung, miền Bắc, miền Nam các kiểu để ra đây làm giao thương. Nhưng mà thực sự là chúng tôi rất, nói chung về doanh nghiệp rất là phấn khởi vì những cái cuộc giao lưu này thật sự là hiệu quả cho doanh nghiệp. Và hiện tại chúng tôi kết nối với rất nhiều, ví dụ như là Lotte là của Hàn Quốc, Aeon là của Nhật Bản và Suncher là của Thái Lan, thì hoặc là tất cả như là Big Green, hồi nãy là mình đã kết nối với Big Green được luôn vì họ là một siêu thị rất sạch, hàng sản phẩm sạch á, cho nên là đó là một điều phải nói là vinh dự cho doanh nghiệp. Hôm nay đến đây thì nhận được lời mời và tôi đến thì thật sự là tôi rất bất ngờ, tại vì những cái sản phẩm mỗi năm ấy là nó nâng lên một cái tầm rất là lớn. Hôm nay thì tôi đến tôi rất bất ngờ tại vì có rất là nhiều những cái sản phẩm mà có những cái sản phẩm toàn ô cốp 4 năm sau. Mà thật sự là tôi rất là ngạc nhiên tại vì không nghĩ là đến đây hôm nay lại được tiếp xúc với những cái sản phẩm mà nó lại mới và nó có chất lượng như thế này. Có thể thấy, việc đẩy mạnh kết nối giao thương giữa Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước thời gian qua đã có nhiều kết quả khả quan. Hà Nội hy vọng buổi giao thương này sẽ tiếp tục mang lại những kết quả tốt đẹp cho các doanh nghiệp cũng như các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp.